Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Vios Air 2019, và chiếc xe này là màu bạc luôn quý bạn nhé. Đấy, Toyota Vios Air phiên bản Air là phiên bản này là phiên bản số sàn 1.5 số sàn và sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố, và chúng tôi cũng đã rút hồ sơ rồi quý bạn nhé. Kể cả quý vị và các bạn bây giờ có đăng ký biển Hà Nội cũng không mất 20 triệu tiền biển đâu. Rất là mới, rất là đẹp, và chiếc xe này màu bạc quý bạn nhé. Lốp còn rất là đẹp, rất là dày đây, thưa quý vị và các bạn. Đấy, một chiếc xe Toyota Vios Air sản xuất năm 2019, rất là mới, rất là đẹp như này đấy ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản ạ, còn rất là mới đây quý bạn nhé. Đây là cái phần màu bạc, và chiếc xe này thì nội thất cũng là nội thất màu kem quý bạn nhé, và cũng đã được trang bị đầy đủ ghế da cao cấp rồi, màu đen, ghế da cao cấp màu kem quý bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn đấy ạ, toàn bộ từ vô lăng, cần số các thứ này, nội thất này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios 2019 số sàn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios Air 2019 rất là mới, rất là đẹp như này đây quý bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, và cái phần táp bi cánh cửa phía sau này, nội thất đằng sau này cũng đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Một chiếc xe 2019, tính ra là năm sử dụng thì cũng là năm thứ tư rồi, 4 năm sử dụng rồi, nhưng chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, nội thất rất mới này, lốp thì còn rất là dày, quý vị bạn nào mà mua về chỉ có việc đi sang tên, đổ xăng vào và chạy thôi, không phải làm cái gì cả đâu. Nội thất thì đều rất là mới, rất đẹp như này đấy ạ. Đấy, toàn bộ về cái phần nội thất, táp bi cánh cửa này, táp lô vô lăng, cần số, các thứ đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nội thất màu kem này thì phải giữ gìn sạch sẽ, đẹp đẽ thì nó mới mới được. Đấy, một chiếc xe 2019, thì đây là cái tem của nhà sản xuất đây, thưa quý bạn. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, sản xuất tại Toyota Việt Nam quý bạn nhé. Đấy, vô lăng, cần số này, đầu màn hình có sẵn rồi quý bạn nhé. Và đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này đây. Chiếc xe này 2019 mới lăn bánh được 86 km thôi, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn này. Động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios 2019 này là một cái khối động cơ xăng đua DVTi kết hợp với hộp số sàn 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và ở cái động cơ này thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn được biết đó là động cơ còn nguyên bản, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, toàn bộ từ ốc cabo này. Đấy, keo chỉ cabo, ốc cabo còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu, tất cả là còn nguyên bản này, còn nguyên bản và còn rất là mới đây quý bạn nhé. Động cơ cũng còn rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, động cơ nguyên bản, chúng tôi cam kết là động cơ này là nguyên bản, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả quý bạn nhé, tất cả là còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, vậy quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì hãy alo số điện thoại của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn xem đây nhé, 0905 608 883 được chúng tôi tư vấn ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.